没有美团。Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở địa chỉ 189 Phạm Phú Tứ, phường 4, quận 6 các bạn. Chỗ sạp heo quay của chị Mai. Đến đây là video chia sẻ cho các bạn xem về heo quay Kim Mai, heo quay Giang Giòn. Tìm buổi sáng vẫn là ba chị em đầy đủ nha các bạn. 505 có thỏi không chị? Nghe rồi chị Tâm rồi. Bali. 15.000. 6 ổ là 90.000. Thổi 10.000 luôn. 90 là của 6 ổ. Mười lăm ngàn một ổ à. Tới công chuyện luôn. Mà bà Tâm dính vô, bà Tâm làm sai cái bánh hậu cần. Không có sao đây em ơi, chỉ quay bé Ly với cục thịt heo à. Ủa vậy hả, vô lấy tiền hả? Bánh mì thật hay bánh mì không chị? Chị ăn bánh mì thật không? Bánh mì thật. Bánh mì với heo quay thôi, không lấy rau. Bánh mì heo quay da giòn nha các bạn, còn nóng chảy mỡ luôn. Còn bánh mì nữa này chạy.
Kiểu như lực hấp dẫn hả? Mình đâu có sợ số nên nó không cần. Chỗ này căng à. Mình phải sợ số. Số mà thôi sợ quá à. Đừng mua, đừng mua là sẽ công chúng. Nè chị gái ơi, ổng 15 thói mà anh 15 ngàn anh trai có thói không? Khỏi thói luôn. Chị lấy cho em cục này. Chắc ra em ăn bún 60 được. Trời ơi, mỡ mà nó giòn quá đã ha. À. Năng là nó mập đó. Thêm mấy cái chẳng 100 ngàn thôi. Nói chung này cũng tùy, nhưng trước mắt nhất là mình cân đủ là ok rồi. Ở đây là cân dư luôn mà. Ừ. Thôi nhiều thêm đi, kêu em cân dư dư đi. Cân dư ra cho anh ta. Khi có người đi cân lỡ anh ơi. Ừ. Chứ bữa em lấy 5,5 ngàn mà em lấy có 170 thôi. Thì nửa ký 160. Chị kia nói sao lấy tới 170 rồi, em nói là 5,5 ngàn rồi chị. Cho nên là cho em xin 170 đi. Không phải biết sao không, tại có nhiều bà con có cái này đâu có nhiều lúc cách đâu có chính xác đâu. Nó phải hơn chút xíu. Mà mình chặt mình lấy lại thì nó nát hết trơn. Nó lỡ dở. À. Đúng rồi. Đúng rồi, bữa anh quay chị Mai làm á, chị Mai cân dư cho bà con nhiều lắm. Tính dễ nha. À. 15 thói không? Cân dư mua dễ lại, đi bán dễ.
vô luôn rồi. Chú vô luôn. Một hổ không dưa leo. Mấy hổ chị? 15 ngàn thôi chị ơi. 15 ngàn có hổ nè. Nghe 5 ngàn bên này. Đó không? Đây chị đang mất tiền. Ở bên kia là anh trai bán bánh tiêu các bạn. Nếu mà dư ăn là dư không à. Em có lấy cái số tiền đúng mà không dư là hết. Đúng rồi. Em thấy bà ta máy thôi sao? Tại người ta ngồi ngoài người ta xem người ta không hiểu á. Trong nhà em lên tiếng mới dám bớt. Hai chị em mình đứng ngoài rồi sao dám bớt chị Tâm ha. Khi có bả này mình còn giá, người ta hỏi gì mình nói giá. Bán và giao cho như đó đồ mà cứ bớt hồi không có bao nhiêu tiền hết rồi. Đúng rồi. Bữa nay đắp tiền túi cho mấy gì. Ví dụ như chủ cả thì quyền quyết định được. Còn nhân viên là chỉ làm đúng là đúng là ok rồi. Ở xa người ta bà con thấy ngon á cũng hiếu kỳ đến mua ăn cho biết bánh heo quay Sài Gòn nổi tiếng nhất Sài Gòn á. Bởi chị Mai cũng nói mà chị Mai nói với Ly ai mà ở xa tới bán rẻ rẻ cho bà con. Lượng đường chồng cái nắp luôn. Vậy hả? Nhà chị hả? Nhà chị hả? Không, không ngoài đường. Ý là lượm ở gần nhà chị hả? Không ngoài đường, chạy ngoài đường á. Lấy 300 gram thắt kia. Phúc chế hôm nay chạy luôn. Coi cho nên thắt kia chạy. Lượm chơ tình lượm được cái cô à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giống ông già chỉ tôi đi à. Sinh nhật hả? Mới sinh nhật đây nên sinh nhật nữa hả? Sinh nhật mỗi ngày luôn. Trời ơi, cái kèm vậy cũng bớt luôn, kèm luôn á. Kèm cũng bắt ghê vậy á. Thị nghèo mũi rồi đó. Kèm nghèo mũi rồi chứ Thành ơi. Mưa gió cái kèm bị cảm rồi. Khám bệnh cho cái kèm đi nha. Chú Thành chở heo quay qua các bạn. Cái này là ba gọi lúc xương nha các bạn. Giá là 320k một cái. Ồ, bữa nay giò nè quá trời kìa, 4-5 cái, 5-6 cái luôn. Nãy đây nãy mẹ cái gì đó đó. Chân chặt em luôn. Con không có xe chú Thành là chú Thành đó. Wow. Nè các bạn. Quá đã luôn. Dây vậy ha, ba lạng hay như nói đi nó làm luôn.
ba đạn chặt nhỏ phải không? Rồi. Ba đạn chặt nhỏ. Ba đạn nhiêu vậy? Ba đạn 100 ngàn. Giò 150k một ký. Lỗ mũi, lỗ mũi này là 22 hay gì ta? Lỗ mũi 300 nha các bạn. Bây giờ 2 ổ bánh mì 20 đi. Dạ. Ổ 20 2 ổ đúng không? À, một ổ không thấy giờ. Chứ bây giờ 2 ổ hả? Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like, like cái kênh của mình. Rồi, bye bye các bạn.